thị trường bất động sản tê liệt. Nhiều nhà đầu tư bất động sản gồng lãi ngân hàng hơn một năm rồi đã bắt đầu có dấu hiệu đuối và niềm hy vọng bắt đầu tắt dần, đành phải bung hàng bán gấp. Mến chào tất cả quý cô chú, quý anh chị khách hàng đến với kênh Bất Động Sản Hào Điều Phát, kênh chia sẻ, phân tích thị trường bất động sản Việt. Hào Điều Phát kính chúc quý cô chú, anh chị thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chủ đề ngày hôm nay đó là thị trường bất động sản tê liệt. Nhiều nhà đầu tư bất động sản gồng lãi ngân hàng hơn một năm rồi đã bắt đầu có dấu hiệu đuối và niềm hy vọng bắt đầu tắt dần, đành phải bung hàng bán gấp. Dạ, kính thưa quý cô chú, anh chị, thì Hảo Điều Phát có một ông chú là một khách hàng thân quen, là chú là một cái nhà đầu tư đất nền rất là lớn ở khu vực tỉnh Bình Phước, anh chị. Thì cái năm vừa rồi chú có xuống tại thành phố Hồ Chí Minh và mua với Hảo một cái căn nhà. Đấy, cái căn nhà đó thì giá là 8.6 tỷ, mà diện tích thì ngang 4 dài 16, nhà thì 6 tầng, anh chị, 6 tầng, và hiện tại đang có đến là 12 phòng cho thuê, dòng tiền đến 50 mấy triệu một tháng ấy tại khu vực Bình Thạnh. Thì căn đó là đợt chú mua giá rất là rẻ, rất là tốt luôn. Thì bởi vì là khi đó là chủ nhà, người ta họ cũng đã là họ vay ngân hàng để họ xây cái nhà lên, anh chị, cái xong người ta là họ kẹt quá, họ cần phải bán. Đấy, giá rất là rẻ tại khu vực Bình Thạnh. Và cái thời điểm mà cái đợt sốt nóng vừa rồi, anh chị, chú mua rất là nhiều đất đai tại khu vực tỉnh Bình Phước ấy, rất là đất nền đó, mà khu vùng xa rất là nhiều nha, cực kỳ nhiều. Thì hiện tại là chú đang vay ngân hàng đến là 45 tỷ. Này, anh chị thấy không, 45 tỷ nha, rất là khủng khiếp. Thì với cái lãi suất mà họ cho trung bình là 12 chấm đi, thì một năm á, chú hiện tại phải đóng là đến là 5.4 tỷ. Này, 12 tháng là tức là một tháng thì phải đóng lãi là 450 triệu, anh chị. Đó, đang vay là 45 tỷ và một tháng nào cũng đóng phải là đều là 450 triệu. Đấy, thì anh chị thấy không, nhìn cái sự việc trên á, thì cái khó nhất của thị trường bất động sản và cả nền kinh tế luôn hiện tại trong cái thời điểm bây giờ, thì nó xoay quanh cái hai chữ, đó là nợ và lãi. Nợ và không có tiền đóng lãi, và vì không có tiền đóng lãi nên phải bán bất động sản để mà trả nợ. Đấy, anh chị, mà trong khi nếu mà các cái nhà đầu tư trong cái thời gian vừa rồi ấy, mà mua những cái đất mà khu vực vùng ven, vùng sâu, vùng xa, không có các tiện ích, không có nhu cầu ở thực, thì bây giờ bán thì ma cũng mua không mua, chị, anh chị, cứ để đó hoài thôi. Nãy giờ muốn bán cũng không xong luôn. Đấy, thì cái câu chuyện mà gồng lãi ngân hàng, anh chị, nó cũng giống như là mình cầm một cái ly nước nóng rồi đấy. Đấy, cầm một cái ly nước nóng, mình có thể là cầm nó trong một thời gian ngắn, nhưng mà khi nước ngày ngày nó càng nóng lên ấy, thì bắt buộc là mình sẽ bị bỏng tay nếu mình cứ cầm mãi và mình không chịu buông ra. Thì khi mà bỏng tay thì buộc lòng mình cũng phải buông tay thôi, mà khi mình buông rồi, anh chị, thì cái ly nó lại rớt xuống là nó vỡ tan tành hết, anh chị. Đấy, thành ra là những anh chị nào á đã mà vay mượn ngân hàng, sử dụng cái đòn bẩy tài chính rất là cao và đi mua những cái sản phẩm bất động sản mang cái tính chất đầu cơ là chính, không có giá trị ở thực, thì bây giờ cũng đang rơi vào một cái trường hợp tương tự, đó là càng gồng thì càng đuối. Bây giờ ấy, muốn bán mà để thoát hàng ấy, mà trả bớt nợ thì bán cũng không được luôn. Còn nếu mà hạ giá quá sâu á, mà bán đổ bán tháo thì lại cực kỳ tiếc, nên nhiều người thì vẫn là cố gắng gồng tiếp, anh chị. Ấy, mà càng cố gồng thì lại càng mệt mỏi và càng chịu không nổi. Thị trường bất động sản rơi vào trạng thái trầm lắng đến nay cũng đã gần 1.5 năm rồi, anh chị. Hãy 18 tháng cho một cái chặng đường gồng lãi. Thì đối với nhiều người, cái việc mà gồng lãi trong một khoảng thời gian hơn 1 năm thì đã bắt đầu thấy mỏi rồi. Tại vì những cái khoản tiền dành dụm, những cái số tiền mà tích cốp được để mà để dành đóng lãi trong cái khoảng thời gian 1 năm trời thì đến nay nó cũng đã cạn rồi. Bây giờ thì nhiều người là phải đi vay mượn đầu này để đắp đầu kia, phải đi là vay nóng để mà đóng lãi ngân hàng. Nhưng thật sự với anh chị, đó là một cái bài toán đường cùng rồi, anh chị. Tại vì là anh chị vay nóng lại mà đóng lãi ngân hàng thì cái lãi mẹ nó đẻ lãi con, rồi nợ đến 2 đầu 3 đầu thì cuối cùng là cũng bung cũng toan thôi, anh chị. Thảo đã quan sát rất là nhiều trường hợp rồi, cũng là mất tài sản, rồi nhiều khi là phải bỏ mạng luôn, anh chị. Đây thì kể anh chị một cái câu chuyện chị nghe, là cái năm vừa rồi luôn, thì Thảo nhận bên chủ nhà bán một căn nhà bên đường Phú Thọ Hòa đấy, cái khu mà gọi là thiên đường chợ vải của Sài Gòn, anh chị, hay quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái căn đó là mới đầu là gửi Thảo bán chào 15 tỷ, sau này là giảm còn 10 tỷ. Thì Thảo biết được là trong khi cái hồ sơ căn nhà đó là đang vay bên ACB là 9 tỷ rồi đó. Rồi thành ra là cái hai cô chú này rất là hiền nha, rất là hiền, tại vì là làm giáo viên mà, giáo viên công chức, thành ra là có một đứa con trai thôi mà ổng phá quá, ăn chơi quậy phá, rồi bây giờ bắt buộc là phải vay ngân hàng mà để trả nợ cho nó. Đấy, cực kỳ khổ, anh chị.
Đây cũng câu chuyện là cái khu chợ vải là khu đó rất là giàu có, khu đó là đa số là dân là làm vải là rất là đại gia luôn. Thì cuối cùng là trong khi là bây giờ là đang vay ngân hàng tới 9 tỷ luôn, rồi tiếc cũng không muốn bán, thì nó gần tới khoảng thời gian đáo hạn á, thành ra là phải hai vợ chồng là đi vay giang hồ thêm 6 tỷ nữa anh chị. Đấy, vay thêm 6 tỷ để đáo hạn ngân hàng rồi trả lãi thế này thế kia, rồi cũng cái chi phí này thế kia đấy anh chị thấy không. Rồi cuối cùng là sau này á thì ngân hàng nó mới xuống nó phát mãi. Mà câu chuyện là trong cái thời gian mà chủ nhà này gửi thảo bán á, là không bán được luôn anh chị. Tại vì sao? Là cái nhà đó vừa gửi bán 2-3 hôm thôi, họ dẫn khách được 2-3 hôm thì bên giang hồ ấy, người ta họ vào họ tạc sơn thế này thế kia tùm lum nhà hết. Rồi hai vợ chồng đó bây giờ là bỏ trốn luôn anh chị, bỏ trốn luôn. Và nói chung là không có ai mà gọi mà anh chị bắt máy cả. Ngay cả Hảo á, Hảo gửi cho Hảo và rất là tin tưởng Hảo luôn. Thì mỗi lần mà Hảo gọi đến là Hảo phải nhắn tin trước con Hảo điều phát là chú, là khi đó mà mình gọi đến thì người ta mới nghe máy. Đấy, thì khi đó kiểu như là mình dẫn khách thế này thế kia thì người ta mới nghe máy. Thì sau khi mà thấy tạc sơn tạc đồ như vậy thì thật sự bên chị nó khá là ớn. Sau mà khách hàng người ta họ vào cái nhà mà họ mua mà họ thấy có giang hồ thế này thế kia rồi, nó tranh chấp thế này thế kia mà ai dám mua nữa, chắc chắn là không có khách nào mà bán được hết anh chị. Bán được là có khi nào mình bán cho những cái tay mà gọi là đại gia, những cái tay giang hồ, hoặc là những cái tay mà gọi là sĩ quan quân đội này kia ấy, người ta họ nắm lục, họ biết hết cái trường hợp thế này thế kia, họ không có ngán những cái vụ đó thì họ mới dám mua thôi, chứ còn không ai dám mua hết. Rồi cuối cùng bây giờ là hai vợ chồng ấy là mỗi nơi người mỗi ngã, tán gia bài sản hết luôn. Nhà đó cái căn đó thì bây giờ là bị ngân hàng người ta họ phát mãi rồi, nãy phát mãi giờ cũng đã bán luôn rồi anh chị thấy không. Thành ra là cứ một cái biện pháp mà đi vay giang hồ rồi trả lãi cho ngân hàng, rồi lấy mẹ nó đẻ lấy con ra rồi nó nợ đến 2-3 đầu, rồi giang hồ người ta họ vô đòi nợ, họ đòi chém đòi giết thế này thế kia anh chị. Đó là cuối cùng là tán gia bại sản hết, rồi gia đình tan quan hết. Trong khi là anh chị biết rồi, dân Sài Gòn mà chỉ cần có một cái nhà Sài Gòn thôi anh chị thì bèo gì cũng phải là 3 tỷ 5 tỷ đó lên hết rồi. Trong khi đây là khu vực Tân Phú anh chị. Đấy thì đâu phải là nghèo khổ đâu. Đối với nếu mà một người ở vùng quê như Hảo ở đây Quảng Ngãi, thật sự với anh chị làm quanh quật quanh năm luôn, nhiều hai vợ chồng trẻ mà làm nhiều khi là cả cuộc đời mình cũng không kiếm được 1 tỷ anh chị nha. Đấy, mới thấy là cái giá đất nó đẩy lên rất là khủng khiếp. Để mà một người dân ở tỉnh lẻ mà làm công ăn lương mà lên mua nhà tại Sài Gòn, nói thật với anh chị luôn à, cực kỳ khó và cực kỳ hiếm. Hay gọi là giỏi lắm, mức cực kỳ giỏi luôn anh chị à. Đấy, thì đây là một câu chuyện thực tế mà Hảo Địa Phát đã chứng kiến trong cái thời gian vừa rồi ấy. Thì rất là nhiều trường hợp như vậy anh chị, không còn có năng lực để mà trả lời cho ngân hàng, buộc lòng là phải để tài sản cho ngân hàng phát mãi và thanh lý. Nhiều trường hợp á, ngoan cố thì ngân hàng người ta cũng phải cưỡng chế mà thôi anh chị. Đấy, những trường hợp mà vay giang hồ nữa là coi như là bỏ mạng luôn rồi. Thì rõ ràng là nợ xấu của ngân hàng trong cái thời gian vừa qua nó đã tăng một cách là khá là nhanh. Và bây giờ ngân hàng nó có thêm một cái nghề mới anh chị, đó là nghề bán bất động sản. Hiện tại là trên những cái trang web chính thức của các ngân hàng thương mại á, thì trên đó có niêm yết những cái sản phẩm bán bất động sản thanh lý rất là nhiều. Thì anh chị mình có thể là mình tham khảo trên các cái trang web ấy, rồi mình tìm hiểu thêm. Rõ ràng thì trong cái thời gian vừa qua ấy, cái số lượng sản phẩm mà cần bán thanh lý của ngân hàng nó tăng đột biến luôn anh chị. Thì chứng tỏ một điều là ngân hàng họ cũng đang muốn là ra những cái sản phẩm này để mà thu hồi được cái dòng tiền. Nhưng mà thực tế là trong cái thời điểm hiện tại, trong một cái giai đoạn mà kinh tế gặp rất là nhiều khó khăn như thế này, thì việc mà ngân hàng bán được những cái tài sản giá trị cao như vậy để mà thanh lý, sau đó là thu hồi được cái dòng tiền, cũng là cả một cái vấn đề rất là lớn. Tại vì những cái công ty mà những cái tập đoàn lớn ấy, người ta có vài trăm, thậm chí là vài ngàn nhân viên sale anh chị, họ chạy quảng cáo, nào là marketing rất là mạnh, mà bây giờ còn bán không ra hàng nổi, thì thử hỏi là những cái sản phẩm mà ngân hàng bán thanh lý ra mà toàn là những cái tài sản giá trị rất là lớn như vậy anh chị, vài tỷ, vài chục tỷ, thậm chí là hàng trăm tỷ đồng như vậy, thì trong cái thời điểm này ai sẽ là người có tiền mua những cái sản phẩm như thế? Và nếu mà có tiền thì họ có chọn mua những cái sản phẩm do ngân hàng thanh lý như vậy hay không? Đặc biệt là trong cái bối cảnh mà trên thị trường bây giờ anh chị có rất là nhiều cái sản phẩm bất động sản giá rẻ, giá ngợp, những cái sản phẩm mà đã được chiết khấu rất là nhiều so với trước, giảm giá từ 30-40%, thậm chí là 50-60% so với những cái giai đoạn trước anh chị. Thì cái món hời bất động sản trong thị trường bây giờ nó rất là nhiều. Những cái người mà có tiền ấy, những cái con cá mập lớn trên thị trường, người ta có chọn mua những cái sản phẩm bất động sản do ngân hàng thanh lý hay là không, hay là người ta lại đi sang những cái hàng ngợp bên ngoài thị trường? Trong cái thời gian gần đây á, thì chính phủ liên tục kêu gọi các ngân hàng là phải giảm lãi suất để mà hỗ trợ cho nền kinh tế, hỗ trợ cho các doanh nghiệp vượt qua cái giai đoạn khó khăn này.
ngân hàng nhà nước đấy thì yêu cầu các ngân hàng thương mại hạ lãi suất từ 1 đến 2 chấm để mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp đang vay vốn tại ngân hàng. Tuy nhiên anh chị mình phải hiểu đó là cái việc kêu gọi anh chị ha. Kêu gọi nó khác xa với cái việc là bắt buộc. Có nghĩa là tôi kêu gọi anh giảm lãi suất thêm là 1 đến 2 chấm cho các doanh nghiệp. Thì nếu anh mà có lòng hảo tâm ấy, anh cân đối được cái dòng tiền thì anh có thể là giảm lãi suất để mà hỗ trợ. Tuy nhiên trong cái trường hợp và ngân hàng cũng đang gặp rất là khó khăn và cũng không thể nào mà giảm toàn bộ những cái lãi suất cho tất cả những cá nhân doanh nghiệp đi vay được, thì chỉ những cái trường hợp đặc thù, những cái doanh nghiệp, những cái mối làm ăn thăng quan hoặc là những cái trường hợp mà người ta có cái mô hình kinh doanh bền vững thì ngân hàng mới cân nhắc để mà giảm cái lãi suất. Còn đa phần những cái khoản vay trên ấy thì thị trường vào những cái thời điểm hiện tại thì vẫn như là đang chịu một cái lãi suất rất là cao anh chị. Trong cái một cái thời gian mà cũng kéo dài hơn một năm vừa qua thì những cái doanh nghiệp, những cá nhân đang đi vay để mà đầu tư, để mà phát triển những cái dự án bất động sản đã bắt đầu ngấm đòn lần rồi, tất cả cũng đều vì lãi suất cao. Thì Hảo cũng vừa về quê, bay về Quảng Ngãi là chơi về nhà chơi có công việc ở đây anh chị. Thì vừa rồi cũng gặp rất là nhiều quý cô chú anh chị bà con ở đây á, người ta hỏi thì tại sao mà trên các cái báo đài, báo chí, các cái phương tiện truyền thông á, người ta liên tục là đưa ra những cái thông tin liên quan đến việc là ngân hàng người ta đã hạ lãi suất rồi. Đấy, nhiều quý cô chú anh chị hỏi Hảo là Hảo anh thấy là bây giờ cái lãi suất nó giảm rất là nhiều rồi mà, rồi bữa giờ trong đó là buôn bán này kia nhà cửa có được không? Nên anh chị thấy không? Thì báo chí, báo đài đang rất là nhiều như vậy, nhưng mà tại sao những cái doanh nghiệp, những cái cá nhân mà đang đi vay để mua bất động sản thì kêu trời, tại vì cái lãi suất hiện tại đang rất là cao luôn. Rõ ràng đây là một cái nghịch lý anh chị ha. Tại sao lại như vậy thì anh chị thấy không? Bởi vì là trong cái thời gian vừa rồi á, thì báo đài người ta họ đang rất là rõ ràng anh chị ha, là việc mà ngân hàng nhà nước người ta họ là kêu gọi các cái ngân hàng thương mại giảm cái lãi suất cho vay xuống để mà hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp này anh chị, thì nó rất là khác với cái việc là ngân hàng nhà nước giảm cái lãi suất điều hành anh chị ha. Chứ còn nếu mà khi mà ngân hàng nhà nước người ta họ giảm cái lãi suất điều hành ấy thì đương nhiên là các ngân hàng thương mại họ phải bắt buộc và họ sẽ tự động họ điều chỉnh các cái lãi suất xuống thôi anh chị. Đấy, chứ còn bây giờ hiện tại thì ngân hàng nhà nước họ đâu có giảm cái lãi suất điều hành đâu, mà họ gọi là họ đang kêu gọi, họ kêu gọi các cái ngân hàng thương mại, ví dụ như anh có cân đối được cái tài chính của ngân hàng mình thì anh có thể là anh giảm xuống cái lãi suất cho người dân, cho người ta họ tiếp cận các cái khoản vay, rồi người ta họ đóng cái lãi thấp hơn để mà hỗ trợ người ta trong những cái giai đoạn khó khăn như thế này. Nhưng mà cái câu chuyện là cái dư địa để mà tiếp tục giảm cái lãi suất điều hành trong cái thời gian này là gần như không có anh chị. Tại vì là hiện tại cái tình hình lạm phát không riêng gì ở Việt Nam mình mà trên toàn thế giới nó vẫn còn đang rất là căng thẳng anh chị. Nó vẫn chưa có cái dấu hiệu gì mà về được cái vùng mục tiêu an toàn cả. Trong khi đó thì vào cái khoảng thời gian này anh chị, cái năm mà năm 2022 ấy, thì rất là nhiều ngân hàng thương mại đã huy động cái tiền công dân với một cái lãi suất rất là cao và phải trả lãi cho các cái khoản tiền huy động đó. Mà bây giờ thì ông huy động cái lãi suất cao rồi mà ông kêu tôi cho vay á với cái lãi suất rẻ, mà ngân hàng anh chị biết rồi, ngân hàng thì kinh doanh mà, tiền anh chị huy động cái lãi suất rẻ để mà cho vay ra ăn chênh lệch, mà bây giờ ông kêu tôi cho vay với một cái lãi suất rất rẻ để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp, hỗ trợ cho cá nhân thì ngân hàng nó lỗ thì làm sao? Sở dĩ mà cái lãi suất ấy nó không còn nhiều dư địa để giảm nữa là do cái lạm phát nó vẫn còn đang rất là cao, nó dai dẳng anh chị. Mà lạm phát nó còn cao là do hai cái yếu tố chính, đó là yếu tố về lương thực và yếu tố về năng lượng. Về cái mặt lương thực ấy thì trong cái thời gian gần đây các cái hiện tượng là mất mùa, mùa màng ở nhiều các cái nước mà chuyên xuất khẩu lương thực cho thế giới ấy, thì bị ảnh hưởng, nó bị thất bát, và cái việc đó là nó ảnh hưởng đến cái nguồn cung lương thực anh chị. Thì chính vì vậy và một vài nước ấy, người ta họ cấm cái xuất khẩu lương thực ra thế giới để mà đảm bảo cái an ninh lương thực cho quốc gia đó, làm cho cái tình hình lương thực trên thế giới nó bắt đầu là khan hiếm dần anh chị. Và rõ ràng như vậy ấy, thì cái giá của lương thực, thực phẩm trong thời gian vừa qua, một cái số mặt hàng thiết yếu và đặc biệt là lúa gạo anh chị, thì nó bắt đầu có sự tăng giá và leo thang trong cái thời gian gần đây. Thì anh chị, như ngoài quê của Hảo là Quảng Ngãi á, thì rất là nhiều bà con ở đây là trồng lúa. Thì về đây nghe bà con nói là năm nay là rất là được mùa, có nghĩa là bán lúa gạo rồi thì cái giá nó vẫn cao hơn rất là nhiều so với 5 năm trước anh chị. Và cái yếu tố thứ hai đó cũng là năng lượng. Trong cái thời gian gần đây thì cái giá dầu cũng đã bắt đầu lấy lại cái đà tăng rất là mạnh, và có thể là
vượt ngưỡng là $90 một thùng anh chị, vào cái thời gian là cuối năm 2023. Đấy, vừa rồi Hảo đi từ sân bay Chu Lai về thành phố Quảng Ngãi á, thì như năm ngoái á, thì Hảo đi là có 500 ngàn thôi, nhưng năm nay là đến là 850 anh chị. Bởi vì là anh taxi này là cũng là nói là cái tiền mà tiền xăng anh chị nó lên quá cao. Đấy, cái lượng mà xăng dầu nó lên rất là lớn anh chị, thì nó ảnh hưởng đến cái lạm phát rất là lớn. Thì anh chị biết rồi, xăng dầu á, nó là cái nguồn nguyên liệu chính cho những cái máy móc, cho những cái thiết bị, cho những cái phương tiện giao thông, và nó hoạt động và vận chuyển hàng hóa từ các khu vực này sang khu vực khác. Thì cái việc mà giá xăng dầu ấy tăng ấy, thì chắc chắn là cái lạm phát nó rất là khó để giảm được. Chính vì như vậy mà việc mà anh chị mình kỳ vọng là trong cái thời gian sắp tới mà cái lãi suất điều hành nó giảm xuống, rồi cái lãi suất cho vay nó giảm xuống, là một cái điều thật sự với anh chị rất là mong manh. Thậm chí mà các chính sách tiền tệ của Mỹ và những cái quốc gia trên châu Âu ấy, người ta họ tiếp tục tăng cái lãi suất thêm một lần nữa thôi để mà điều tiết cái nền kinh tế, thì chắc chắn là Việt Nam mình cũng phải tăng cái lãi suất. Và trong một cái trường hợp xấu nhất mà cái lãi suất vào cuối năm 2023 này mà tăng lên nữa, thì rất là nhiều anh chị, rất là nhiều nhà đầu tư bất động sản mà sử dụng đòn bẩy tài chính quá mức, buộc lòng là phải bung hàng ra bán gấp thôi, chứ không là không còn cách nào khác đâu anh chị. Nhưng thực tế là thà là mình chấp nhận cái việc là Fed nó tăng cái lãi suất thêm lên tới một cái mức đạt đỉnh đi, để mà kinh tế nó rơi vào cái suy thoái, để cho cái giá hàng hóa nó giảm xuống, rồi từ đó mới có cái dư địa để mà nó xoay trục chính sách tiền tệ sang nới lỏng chính sách, bơm tiền ra để hỗ trợ cho nền kinh tế. Khi mà kinh tế phục hồi rồi thì bất động sản, chứng khoán mới phục hồi theo. Thà đâu một lần rồi thôi anh chị, để giải quyết cái vấn đề cho nó dứt điểm, chứ đừng để nó dai dẳng, nó kéo dài. Thì trong cái thời gian gần đây có một vài anh chị á, nhắn tin hỏi cho Hảo Điều Phát là anh chị là thấy cái lãi suất ngân hàng nó đã bắt đầu hạ xuống, thì bây giờ có nên là anh chị vay ngân hàng để mà anh chị đi đầu tư những cái sản phẩm ngợp hay không. Đấy, thì Hảo Điều Phát chia sẻ đến anh chị mình như vậy là tình hình thị trường bất động sản vào cái thời điểm hiện tại á, nó rơi vào một cái trạng thái rất là ói âm. Những cái người mà những cái thương lái á, người ta họ đầu cơ bất động sản, họ mua đi họ bán lại, ở thời điểm này người ta cũng rất là ngại nhảy vào thị trường anh chị. Hay những cái trường hợp là có những cái kèo rất là thơm, những cái bất động sản mà nó ngọt dữ lắm á, thì người ta mới nhảy vào, người ta mới mua ngay thôi. Đấy, thì Hảo khuyên với anh chị là nếu mà anh chị mình gặp những cái sản phẩm bất động sản nó cực kỳ ngợp, giá nó cực kỳ tốt, các khu vực như là trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, các khu vực mà trung tâm anh chị nó có cái nhu cầu ở thực, nó có cư dân, nó có các cái tiện ích, và người ta họ mong chờ những khu vực đó, cái dân cư người ta ở rất là đông và ai ai cũng mong muốn đến đó để sinh sống và làm việc, thì những khu vực đó thì anh chị nên mua. Và khi nào khi mà anh chị là trong tay mình đã có tiền mặt sẵn, một cái khoản tiền dư mình đủ để chi phí, mình đủ để trang trải và mình đủ để xuống tiền, thì mình hãy xuống. Còn thật sự anh chị mà anh chị mua trong cái thời điểm cái giá tốt như thế này mà anh chị cũng là đi vay ngân hàng để mua, thì thật sự anh chị đó là một cái bài toán nó cũng rất là nan giải và cũng rất là khó khăn trong cái thời gian giai đoạn và cái thị trường hiện tại. Nên Hảo Điều Phát chia sẻ thật sự với anh chị á, anh chị có đi đâu thì cũng chắc chắn là sẽ quay về các cái khu trung tâm thành phố thôi anh chị. Tại vì là thật sự với anh chị, trong cái thời gian vừa rồi thì rất là nhiều cái nhà đầu tư, rất là nhiều khách hàng của Hảo là Hảo thì Hảo chuyên làm khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thôi. Còn rất là nhiều nhà đầu tư trong cái thời gian ngợp vừa rồi ấy, người ta có một cái xu hướng họ đảo chiều, họ xuống họ đi mua các khu vực như là Bình Phước, Tây Ninh, Lộc Ninh, Bầu Bàng, Phú Giáo, Bến Cát, Bình Dương, rất là nhiều anh chị. Và họ đầu tư những cái khu vực mà sản phẩm để đầu cơ anh chị, hãy phân lô bán nền và không có bất cứ một cái tiện ích gì trong đó cả. Người ta chỉ mua đó, người ta quan đó rồi người ta họ đợi lên giá và người ta bán. Thì cũng có rất là nhiều nhà đầu tư, người ta họ trong vòng 6 tháng 3 tháng thôi người ta họ bán lại, người ta lời gấp 2 gấp 3 cũng rất là nhiều. Và cũng có một số nhà đầu tư của Hảo thì hiện tại đang vay ngân hàng đến là 50 tỷ 40 tỷ cũng rất là nhiều đấy, và không có khả năng trả lãi và cũng đang bị ngân hàng phát mãi rất là nhiều tài sản trên các cái khu vực vùng ven như vậy. Nên thật sự chia sẻ với anh chị là trong cái giai đoạn và trong cái thời điểm mà thị trường hiện tại á, thì riêng Hảo trong đầu năm giờ Hảo vẫn bán được là 5 căn ở các khu vực là đa số là trung tâm thành phố Hồ Chí Minh anh chị, các quận trung tâm như là quận 3, quận 5, quận 10, Tân Phú, Bình Tân anh chị, hoặc là Củ Chi, Hóc Môn, thì anh chị phải là nhắm những cái địa thế, những cái khu vực mà gần về cái khu dân cư. Còn nếu mà Củ Chi mà anh chị mua giáp giáp cái khu vực Bình Dương, phía trên cầu Phú Cường, phía xa luôn rồi, thì thật sự với anh chị rất là khó để anh chị bán. Bởi vì là anh chị phải biết là mình mua những khu vực mà có nhu cầu người ta họ ở thật, có các cái tiện ích,
khi mình mua đi thì sau này mình bán lại, ví dụ là 1 năm 2 năm gì đó, thì một khi cái thị trường nó ổn định thì mình sẽ bán cái giá cao hơn, mình sẽ bán cái giá lời hơn. Còn cái thị trường mà nó chững chững như thế này ấy, thì anh chị vẫn bán được cho những cái khách hàng ấy mà người ta họ mua ở, họ có nhu cầu mua ở thật. Thật sự với anh chị như Hảo Địa Phát thôi, thì Hảo Địa Phát là từ một người vào miền Trung đi vào Đông Nam thì họ cũng rất là mong muốn mình có thể là sở hữu được một cái bất động sản tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng rất là nhiều các bạn trẻ như vậy, họ khi mà họ có gia đình, họ lập gia đình thì chắc chắn là an cư rồi mới lập nghiệp. Hay những người ít tiền thì họ sẽ mua xa xa trung tâm một tí, có thể là Củ Chi hay là Vĩnh Lộc, Bình Chánh này kia, hãy mua các khu vực vùng ven. Rồi những người có tiền thì người ta họ sẽ tiến dần vào trung tâm. Còn những cặp vợ chồng trẻ này kia, họ ít tiền nữa thì họ có thể là họ mua chung cư, căn hộ gì đấy. Nên là họ chia sẻ thật sự với anh chị là những cái bất động sản nó phải có cái giá trị thật, có cái giá trị ở thật anh chị ha. Anh chị mua những cái bất động sản ở những cái khu vực đấy thì kiểu nào anh chị cũng bán được hết anh chị. Bởi vì là trong cái thời gian vừa rồi thì rất là nhiều các cái nhà đầu tư của Hảo á, đa số là gửi Hảo bán á, chỉ gửi nhà khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thôi. Chứ còn mấy khu vùng ven và đất giờ bán không ra hàng nữa anh chị, rất là khó ra. Trong khi là cái khu vực trung tâm nó có cái giá trị ở thật thì anh chị biết rồi, một cái mảnh đất anh chị mua nó phải có cái giá trị thật trong đó, anh chị phải nhắm được cái điều đó, giá trị thật anh chị nha. Thì khi đó anh chị mới sẵn sàng mình xuống tiền. Đấy, Hảo Địa Phát cảm ơn tất cả quý cô chú, quý anh chị đã theo dõi video. Quý cô chú anh chị nào mà mình có những cái thảo luận thì có thể là bình luận ở dưới video nha anh chị nhé. Quý cô chú anh chị yêu mến Hảo thì cho Hảo một like và nhấn đăng ký kênh nhé.